Dạ, phóng sanh cho chị Trâm xong á thì trời đổ mưa luôn. Báo điềm rất là tốt, mỗi lần mình phóng sanh mà có trời mưa là có hỷ. Nên em thấy vậy em thay đồ rồi em đi bơi luôn. Dạ, đi bơi trong mưa cho nó tươi. Dẫn theo chó cá và rái cá. Nhờ chị phóng sanh thì em mới làm một cái video phóng sanh này tặng chị. Đấy. Thiên nhiên thơ mộng. Nếu chúng ta mua đất đai về để biến nó thành nhà cửa, khu căn hộ này kia, là chúng ta lại tạo nghiệp bất thiện với thiên nhiên và động vật. Đời này chả không hết, đời sau làm sao bỏ côn trùng, những loài vật thấp kém để bảo vệ lại cái đất. Dạ. Anh đừng nghĩ mọi thứ trên đời này đều là của mình. Bỏ tiền ra vài tỷ để mua vài mẫu đất về. Dạ. Nhưng nó không phải là của mình đâu. Nó là nghiệp chướng. Và mình phải trả giá đắt vì điều đó. Vì những gì mình đã tàn phá trong cái cuộc đời của mình. Mình ăn thịt động vật chưa đủ, còn mình mua đất đai để mình phá hoại thiên nhiên nữa, thực vật nữa. Thì nghiệp chướng nó lớn lắm ạ. Vô cùng lớn. Nhiều người thấy em phóng sanh nói em là bệnh này lâu năm chưa? Dạ. Hay nói là em bị khùng? Dạ. Những người đạo Thiên Chúa, bởi vì tư tưởng của họ là tất cả loài vật sanh ra là để bị ăn thịt. Và họ làm tội thì Chúa lãnh tội thay cho họ. Họ chỉ cần đi nhà thờ đúng thôi. Dạ. Siêng năng đi nhà thờ là tội lỗi của họ sẽ được tiêu trừ. Họ suy nghĩ rất là đơn giản. Nên họ cứ thế mà tàn phá thiên nhiên và động vật thôi. Dạ. Họ yêu quý Chúa nhưng mà họ lại tàn phá rừng, cây, cây xanh này kia các kiểu để làm nên nhà thờ. Tình yêu đấy các bạn ạ. Con đường mình đi thật là hiểm trở nha. Các anh em đâu rồi? Sắp ra tới xong rồi anh em ơi.